khách ở dưới ở đâu Phan Rang đúng không? Ninh Thuận lên coi hàng loạt xe bên Trần Anh nè. Đây là mẫu Camry ngày hôm qua khách lên khách cọc cho Trần Anh, nay khách lên khách coi xe đây. Đó, xe tình trạng thì có tạ sẵn cho anh em hết rồi. Đây là chi nhánh mới bên Trần Anh nha. Anh em cứ kêu Trần Anh là tổng giám đốc chứ không phải là tổng giám đốc đâu. Nói chung anh em cùng làm để cùng phát triển thôi anh em. Được không anh em? Nhưng mà quan trọng là mang lại những mẫu xe đẹp cho bà con, đó là trách nhiệm của bên Trần Anh rồi. Xe này thì Trần Anh vẫn hỗ trợ góp cho các anh mạnh mẽ luôn. Đó, nói được là phải làm được nha anh em. Đó, tình trạng xe thì có nói thẳng ở trên clip rồi. Coi xe thì đúng vậy thôi. Anh có cái số nó còn nguyên rồi. Còn máy móc là chạy thời gian là làm máy rồi. Đó là em báo trên clip và thực tế anh lên coi xe thì em cũng báo vậy luôn. Còn cứng lỗi là không có. Đó là vậy. 203 203 Ford Mustang 2.4 bản G. Bên em về nhiều xe lắm. Anh em thích Ford Everest nè, đời 2007 Trần Anh còn có nè. Giá đâu đó hơn 200 xíu cho anh em thôi. 207 dòng xe máy dầu anh em nha. Đó, máy dầu. Sạch sẽ không? Giá mềm không? Trần Anh luôn luôn bán cái giá mềm cho bà con cô bác mua về. Bà con cô bác che nắng che mưa với cái mẫu này đi quá ok rồi. Thấy nhộn nhịp không? Đó, khách hàng là thượng đế. Bên đây Crew 2015 230 bước 10 220 215 lên full đèn led Audi nè. Anh em thấy led Audi đẹp không? 215 nha, màu trắng nha. Anh em quan tâm mẫu màu trắng thì anh em alo cho Trần Anh ô tô. Nội thất ở trong nè, màn hình Android được full hết toàn bộ rồi. Gương cụp mở đầy đủ nha anh em, full hết luôn. Sạch sẽ không? Nè, bốn cái vỏ chủ nhà thay mới tinh nè. Nè vỏ nè, vỏ mới không? Vỏ là mới kíp. Màu trắng được cái nó sang. Chạy 7-8 lít xăng trên 100 km thôi. Chạy đi, cho anh chạy thoải mái đi. Nè, đây tiếp tục mẫu Camry nè. Camry này anh không đủ tiền lấy, chứ còn anh đủ tiền lấy anh lấy mẫu này rồi. Anh chị 205 đẹp không? 2.4 bản G. Dòng này cho những ai em hiểu về dòng Camry biết chơi nha. Cô chú anh chị nha. Không phải là nó heo xăng mà chơi hay không, hay là đồ đẹp nó dễ thay dễ sửa hay không. Quan trọng là phải ai mà phải yêu cái em Camry nè, yêu cái phân khúc D này ngày xưa nè. Xe này ngày xưa là tiền tỷ, giờ chỉ còn giá loanh quanh đâu đó ha, hơn 200 xíu thôi. Trần Anh vẫn đang bán với một mức giá là 210 triệu. Anh em mua thì bớt 5 thôi, còn đúng 205. 205 máy số rin hết toàn bộ. Đây nè. Anh chị nhìn cái mâm phay đã không? Cái mâm của nó nhìn đang đứt người ta rồi. Xe chính chủ luôn, nước sơn rin còn. Sơn rin em này đâu đó 60% thôi. Rồi thất option ở trong bao đẹp. Xe không có điểm chê. Đó, form giấy em Camry nè. Nói chung 3, 4, 5, 6 y chang. Qua 207 là form khác, là số tự động anh em nha. 207 là form mắc liếc nha cô chú anh chị. Còn nè, nội thất anh em nhìn đã không? Đó, anh em mà phải rành và đam mê chơi cứ được cái này thì anh em mới alo được. Được cái chỗ ngồi rộng lắm, chạy em này sướng tuyệt vời. Riêng bà con đã leo lên một con Camry số sàn bà con chạy. Bà con đi với những cái dòng phân khúc AB như là Vios rồi Hyundai rồi vứt bỏ túi. Riêng Camry là đẳng cấp nha bà con nha. Chạy sướng lắm, độ đầm có, độ trễ có, độ trễ của gió có. Đi em này cách âm tuyệt vời luôn. Rộng rãi nữa anh em. Đó, 2005. Quan tâm mẫu này thì alo, em đang bán với một mức giá cũng hợp lý vô cùng luôn anh em. 210 bước 5 còn 205. Carnival đời 2005, gốc Sài Gòn, rút hồ sơ về 49, chính chủ luôn nha. Giá thành cực kỳ là mềm. Mẫu này được trước cho anh nào đăng rồi, để cho anh em giá có 95 triệu. Được cho anh em, 95 triệu với mẫu Carnival này. Mẫu này 8 chỗ ngồi rộng rãi nha. Anh em thích đi 8 chỗ ngồi anh em lấy mẫu này về. Số sàn 2.4 nha cô chú anh chị. Em này đi đôi hệ thống cửa lùa nè. Cửa lùa hai bên nè. Ngày xưa xe này dành cho các doanh nhân, các công ty đi thôi. Với lại các anh có tiền thôi chứ mình nghèo đi sao nổi. Bữa nay là anh chị nhìn nó rẻ không? Dàn lạnh. Trước sau là full kính ABCD. Dàn lạnh là full kính hết toàn bộ nha anh chị. Trái phải luôn, 8 chỗ ngồi rộng rãi lắm. Đó, tính năng option của em nó thì quá ngon rồi. Với lại bà con biết không? Em này 6 máy. Em này chạy á thì nó cũng lành tính. Nhưng ngược lại và mức độ tiêu hao nhiên liệu xăng của em nó rơi cho anh em làm tầm 12 lít. 12 lít trên 100 km. Nếu anh em không ngại hao xăng thì anh em lấy mẫu này về chạy. Mẫu này đi nó lành tính. Cô chú anh chị cho V6 máy nhỏ nhưng mà cực kỳ là lành tính.
đẹp không? Bốn quả vỏ khỏi nói đi, mới tinh Carnival. Chủ đang ủy quyền cho anh tập đầu tiên, anh em mua ủy quyền lại, đăng kiểm tháng 6-24 hoặc là ký rút hồ sơ đều được. Đó là mẫu Carnival, giá chỉ có 95 triệu cho anh em. Anh em ở gần chừng anh sẽ bao giao xe cho anh em luôn. Phong dáng em Carnival quá cọp, tìm đâu ra được một chiếc xe có 90 mấy triệu, 8 chỗ ngồi rộng rãi như thế này, gầm bọc khỏi suy nghĩ. Atis 185 triệu đời 2005. Đây là mẫu xe này, xe này dành cho xe đẹp nha cô chú anh chị. 205, ghế nỉ theo xe, máy số riêng hết toàn bộ, 185 nha anh em. Thiện chí mua cho anh sẽ bớt cho được 5 triệu thôi. Option nội thất là nỉ hết toàn bộ. Quay hơi tối, hơi tối một tí xíu. Đó là form dáng em Atis, chuẩn chưa? Bên kia xa xa hơn nè, chúng ta bắt gặp một mẫu là City, đời thấp thôi, đừng xem thường em nó nha, đời thấp thôi. Anh em nhìn thử cái đồng sơn đi, đẹp hơn 2010, đẹp hơn Life City đời cao luôn. Xe này chừng anh giá lấy giá tới nóc 95 triệu mẫu này. Xe này không quan trọng là bán được hay không nha, không có quan trọng phải bán được cái xe này hay không. Xe này chừng anh đã bỏ số tiền đó ra chừng anh mua thì bà con có bác tự hiểu không? Anh em có thức Livo không? Cặp qua đây đo cho mình, cho chừng anh coi nó có gợn không? Có tí gợn sóng không? À mí nối đó. Đó. Dân xe nhìn vô mẫu này là biết liền rồi. 95, mẫu này anh em mua cho anh bớt cho được 5 7 triệu gì thôi là hết cỡ rồi. Anh em thấy đẹp không? Gầm bọng anh em không một vết mọt luôn á. Máy móc êm lắm. Ghế nỉ theo xe sạch lắm. Có 205, 4 vỏ chủ nhà phải mới 100%. Coi thử con coi đẹp không? Mở mấy cái cửa ra coi hết hồn, cái chất đóng cửa khít lên rồi. Khách tới lấy công ty cho khách trải nghiệm luôn. Bên đây Innova 2007, chuẩn G, đồng sơn khỏi chê. Riêng đồng sơn là very good nha. Máy móc chạy thời gian làm máy rồi, báo luôn. G có làm máy rồi. Rồi nói luôn, có dịch vụ luôn. Có dịch vụ là có cái gì ạ? Có taxi, mình nói thẳng vậy đi. Xe mình bán ra mà cứ rin cái cọp ở đâu ra? Rin cọp thì chỉ có đi mua xe mới. 207. Đồng đẹp lắm, đồng là không một điểm chê luôn nha anh em. Nói thật với anh em. Anh em lên đi coi xe, anh em chê được cái dàn đồng cho anh biếu anh em con xe. Nè, option đồ chơi là chuẩn G luôn. Chuẩn G luôn nha anh em. Hàng đẹp chuẩn chu, 185 triệu mẫu này. 2007. Ngày xưa chủ nhà có chạy dịch vụ, đó là chuyện anh báo luôn. Còn riêng đồng tôn là không chê được đâu. Đó là Innova bản G 2007. Anh em nào quan tâm mẫu này thì anh em alo cho Trường Anh ô tô. Tại sao có những anh khách ở đây mà Trường Anh vẫn quay clip, Trường Anh vẫn nói Innova, xe này ngày xưa có chạy dịch vụ, hay là có ảnh đây là Trường Anh vẫn nói bình thường. Mình cứ người thật việc thật đi. Mà được cái máy móc ngon, máy móc chạy thời gian, chủ nhà cũng có canh chỉnh, có làm máy rồi. Máy êm lắm. Kia Morning, đây cũng một mẫu xe dịch vụ 2011, giá thành rẻ vô cùng luôn anh em, 110 triệu. Anh em mua bớt 5 còn 105, 2011, hợp lý chưa? Chủ nhà là lên cản Sport đó, lên cái cản trước Sport và cản sau là cũng lên cản Sport, 4 vỏ mới, 4 cái mâm mới. Chủ nhà lên hệ thống gương cụp mở, option đồ chơi đầy đủ tính năng này. Có chạy dịch vụ nha, nói luôn nha. Anh chị thấy cho anh tuyệt vời không? Anh chị mà mua xe mà anh chị cứ nghe những lời ngon tiếng ngọt là anh chị có chết. Được chưa? Nó đẹp không? Giá có trăm lẻ mấy còn thua mẫu Gencha nữa. Nhưng anh em đi mẫu này nó sẽ ngon hơn Gencha rất là nhiều. Ngon hơn Gencha nhiều lắm. Hệ thống gương cụp mở chủ nhà full option rồi. Nó ít tiền không? Trăm lẻ mấy có ngay Kia Morning 2011. Máy móc bảo hành 3 tháng. Kia Karen hàng cọp, hàng hiếm này. Đây anh chị giá 200, máy số rin 100% luôn. Mâm nè, mâm nguyên bản, mâm lồi nguyên bản của dòng Kia 209, nội thất option đẹp, sơn si bên ngoài là không một tí gọi là chảy xước luôn. Đó anh em quan tâm anh em đi mẫu này thì đẹp lắm anh em. Những cái xe nào chừng anh nói đẹp là đẹp, những xe xấu là nói luôn, những xe dịch vụ cứng lỗi là nói luôn trên clip. Chứ mình không có ngại. Con này thì bao anh em cứng lỗi nha, máy số rin 100%. Đó chừng anh nói vậy anh em hiểu chưa? Đẹp không anh em? Bán một con xe đi kiếm được mấy triệu đi bi ôm chứ. Cái dạo này khổ quá rồi. Đó vợ con đâu có thấy cảnh này. Đi ôm một xíu thì nói này nói kia.
Đêm ngày thì mua xe, thức trắng về khuya, ngồi ôm em út một xíu mà cứ đòi 500 ngàn. Nhiều khi về vợ dúi hết tiền rồi phải cất tiền đi để bo đó nè. Tao bán được cái xe mấy đồng kiếm mấy đồng thôi. Phải thôi, không cần kiếm nhiều đâu. 5-7 triệu thì cho lên đường. Đăng kiểm tháng 1 2025. Hàng đẹp nhá. Rồi anh em nào quan tâm mẫu nào thì alo cho Trần Auto. Em báo giá tổng bãi với những mẫu xe còn lại bên Trần Anh rồi đó. Được chưa? Còn bao nhiêu xe là quay hết bấy nhiêu rồi nha. Được chưa anh em? Anh nói vàng. Ôi cảm ơn. Đó, cho chạy thử test xe đi. Thoải mái đi. Ở đang coi Camry. Chạy thử vô. Chạy thử ơi, máy móc sao đầm không? Rồi đầm thì làm việc thôi chứ còn ngại ngùng gì nữa. Bây giờ chủ nhật sao đăng kiểm? Bây giờ có hai cách nè, nếu mà anh muốn nhờ em đăng kiểm thì anh phải để thứ hai em đăng kiểm xong, một là anh lên lấy xe, hai tài xế giao xe xuống cho anh thì anh trả tiền công cho người ta, tiền phí cho người ta thôi. Còn em sẽ đăng kiểm cho anh, chứ bây giờ chủ nhật trạm đăng kiểm nó nghỉ hết rồi. Chắc nó lấy xăng cổ nó đổ, chắc nó lấy tầm 2 triệu à, tất tật luôn. Thì anh về không, anh chạy về anh đăng kiểm, nhưng mà anh không có còn em. À nếu mà được đưa luôn thì đưa cái bàn gốc cho anh luôn. Hả? À. Rồi như vậy cũng được. Rồi ok. Thôi vậy đi, bây giờ nè. Bán cho anh 160 đúng không? Hỗ trợ 2 triệu tiền đăng kiểm cho anh. Được chưa? Hợp lý chưa? Em hỗ trợ cho anh em 2 triệu nữa anh về đăng kiểm. Mẫu này đăng kiểm có 1 triệu mấy à? Đó là vậy là xong. Máy móc thì em vẫn bảo hành máy cho anh luôn, cứ yên tâm, em làm việc trên giấy tờ hết chứ không có làm việc nói bằng mồm đâu. Nói bằng mồm không có giải thích được đâu. Hôm nay chủ nhật anh em vẫn phải làm liên tục anh chị hết Trần Anh không. Cuộc đời Trần Anh không có ngày nào nghỉ cả. Cuộc sống là của công chúng mà anh em. Rồi bàn dê giao xe Camry huyền thoại nha, phân khúc D ngày xưa xe tiền tỷ, bây giờ còn xe quỳ bóp. Giá tiền rẻ thôi em. Đó, bàn giao xe cho khách rồi. À, khách thích góp thì Trần Anh sẽ hỗ trợ, còn khách không thích thì giờ khách đưa tiền đủ cũng được, không quan trọng. Mình nói trên clip được mình hỗ trợ được. Khách thích hỗ trợ 30 triệu mẫu này, miễn phí lãi suất, được chưa? Chào anh em nha.